Giải đấu quốc tế Arena of Valor Premier League trở lại trong năm 2023. APL 2023 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 9 tháng 6. Hãy cùng nhau tìm hiểu về thể thức của giải đấu lần này. APL 2023 được chia ra thành 4 giai đoạn: vòng tuyển chọn, vòng bảng, vòng tứ kết, vòng bán kết và chung kết. Vòng tuyển chọn sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 11 tháng 6, sẽ có tổng cộng 8 đội tuyển tham dự đến từ các giải đấu GCS, APL, AOG và ASL. Tất cả các trận đấu của vòng tuyển chọn sẽ đánh theo thể thức bó ba và áp dụng luật cấm chọn quốc tế. Các đội tuyển tham gia vòng tuyển chọn sẽ được bốc thăm ngẫu nhiên và chia bảng theo thể thức nhánh thắng nhánh thua. Tuy nhiên, các đội tuyển đến từ cùng một giải đấu sẽ không được xếp vào cùng một trận đấu. Top 3 đội tuyển đứng đầu tại vòng tuyển chọn sẽ chính thức được tham dự vòng bảng của APL 2023. Vòng bảng APL 2023 sẽ diễn ra từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 9 tháng 7. 3 đội tuyển đứng đầu tại vòng tuyển chọn sẽ được xem là một khu vực riêng để tham dự vòng bảng APL 2023 cùng 11 đội tuyển còn lại. Thể thức vòng bảng APL 2023 sẽ có sự thay đổi so với APL 2022. Năm nay, 14 đội tuyển sẽ được chia thành 2 bảng, mỗi bảng bao gồm 7 đội tuyển. Tại vòng bảng APL 2023, trong cùng một bảng đấu sẽ không thể có nhiều hơn 2 đội tuyển tới từ cùng một giải đấu. Vòng bảng sẽ được thi đấu theo thể thức bò ba, vòng tròn một lượt. Đội tuyển chiến thắng trong mỗi trận đấu sẽ nhận được 1 điểm, trong khi đội tuyển thua cuộc sẽ không nhận được điểm nào. Khi kết thúc vòng bảng, top 4 đội tuyển có điểm số cao nhất tại mỗi bảng sẽ có mặt tại vòng tứ kết. Vòng tứ kết sẽ diễn ra từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 7. 8 đội tuyển xuất sắc nhất sẽ thi đấu với thể thức nhánh thắng nhánh thua. Trong đó các đội top 2 từ mỗi bảng đấu sẽ không được bắt cặp đối đầu nhau ở vòng đầu tiên của tứ kết. Và cuối cùng, vòng bán kết và chung kết tổng sẽ diễn ra trong 2 ngày 22 và 23 tháng 7. Top 4 đội tuyển đứng đầu sẽ đối mặt nhau trực tiếp trên sân khấu offline tại Thái Lan. Cùng đón chờ những thông tin chi tiết về giải đấu trên các kênh phát sóng của chúng tôi.